Hôm nay bên công ty máy may Chí Hải sẽ hướng dẫn quý cô chú anh chị mình cách sử dụng và xỏ chỉ máy làm phi Yuki, model máy là BH ha, LBH 781 ha. Rồi tiếp tục, rồi bắt đầu em hướng dẫn cho anh chị mình cách xỏ chỉ nha. Từ cái ống chỉ lên trên cái lỗ trên này ha. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo sẽ qua cái đường dẫn dẫn chỉ ha, tới cái đồng tiền ha, đây à, tới cái đồng tiền này ha. Đó, đồng tiền này là đồng tiền chỉnh đầu khuy ha. Rồi tiếp tục qua cái dẫn chỉ của cái đồng tiền thứ hai, dẫn chỉ này là dẫn chỉ của đồng tiền tăng xong ha. Rồi khi mà anh chị xỏ qua như vậy, mình máng qua cái cây này ha. Ha, cái cây này cái nhiệm vụ của nó là khi mà mình cắt chỉ á, nó bật qua để cho cái chỉ mà nó cắt dài, thành thử nó không bị tuột ha, nó chống tuột chỉ. Rồi cái đồng tiền thứ hai là cái đồng tiền này, đồng tiền chỉnh chỉ ha, anh chị em mình nhớ chú ý ha. Thì khi mình máng qua thì mình phải máng qua đút vô hẳn cái đồng tiền ha. Đó, và mình máng lên cái cây sắt này ha, cái thanh gâu tôm này ha, gọi là cái gâu tôm. Đó, thì mình tiếp tục máng vòng qua, xỏ chỉ lên cò chỉ nha. Rồi tiếp tục xỏ chỉ lên cò chỉ, rồi mình máng tiếp ha, máng tiếp, và mình máng tiếp qua cái cây này ha. Cái cây này cái chức năng của nó là khi mà đứt chỉ á, là nó bật ra thì nó sẽ không chém vô quải ha. Mình khi mà mình xỏ chỉ mà mình không máng vô cái cây này á, thì khi mà mình may hết khuy là nó sẽ không cắt được cái lỗ khuy ha, lỗ khuy giữa ha. Rồi máng tiếp qua cái dẫn chỉ ha, và ở dưới cái kim thì nó sẽ có cái ôm kim, thì mình sẽ xỏ tiếp qua cái ôm kim. Rồi cái máy khuy á, là mình xỏ chỉ là từ trong ra ngoài nha anh chị mình, nhớ chú ý ha, xỏ kim từ trong ra ngoài. Rồi xỏ như vậy là đúng ha. Rồi tới cái rồi cái thuyền á, thì đây nè ha, thì cái thuyền này mình bỏ như vậy mới đúng ha. Đó, mình máng chỉ qua đây cũng giống như máy một kim thôi anh chị mình. Đó, một máy ha, mình máng qua thì mình thấy mình cho cái gờ này ha, cái gờ này nó nằm bên trái ha, mà nó nằm nghiêng ha, nghiêng như vậy ha, mình đưa vô nè, đưa vô đó, mình đưa vô ha, mình đưa vô đúng khớp là nghe cái cạch nha. Đó ha, đưa vô đúng khớp là nó sẽ nghe cái cạch như vậy, thì là vô là mình đã xỏ chỉ xong ha. Rồi bắt đầu tiếp tục em test máy cho anh chị em mình xem ha. Đó, xỏ chỉ xong rồi, may đường kim mũi chỉ rất là ok ha. Chỉ dưới mà nó xấu thì mình siết vô, mà chỉ trên xấu mình xả ra nha. Nè, chỉ trên chỉ dưới đẹp ha, thấy không, cắt đẹp khuy, không trúng khuy ha. Rồi ok ha.